xuân này hơn hẳn xuân qua, phúc lộc đưa nhau đến mọi nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới, vạn sự an khang, vạn sự lành. Hòa vào bầu không khí vui tươi, ngàn hoa đua sắc để đón chào một năm mới, thì kênh YouTube Nguyễn Đoàn Khuê và Nghề Nông xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý đối tác, cô chú, anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Nhằm mục đích chia sẻ và giới thiệu đến quý cô chú, anh chị và các bạn những nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính cũng như là những mô hình trồng trọt, chăn nuôi và hoạt động lao động sản xuất của người dân ở miền Tây Nam Bộ, thì trong năm qua, kênh YouTube Nguyễn Đoàn Khuê và Nghề Nông đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất những video chất lượng để gửi đến quý cô chú, anh chị và các bạn. Với sự quan tâm ủng hộ của tất cả mọi người, thì trong thời gian qua, kênh cũng đã nhận được rất nhiều lời bình luận, được chia sẻ cũng như là lượt xem video. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư về nội dung cũng như là hình ảnh để có thể tạo ra những sản phẩm chất lượng để nhằm thay lời tri ân gửi đến quý cô chú, anh chị và các bạn. Nhân dịp năm mới, kênh YouTube Nguyễn Đoàn Khuê và Nghề Nông xin gửi đến quý đối tác, quý cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, an lành và hạnh phúc, cùng đón một năm mới sum vầy bên gia đình và người thân của mình.